mua nào, thấy mua nào. Ê, thấy mua. Thấy mua chữ, 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 bikini, chữ. Đồ cho mua, để lắm. Có đồ cho mua không? Đi. Mọi người ra lau cái thúng ra. Bây, đồ cho mua, bây. Đó, biển bên kia kìa, đi bộ qua. Đi bộ qua, ai muốn đám bên kia chạy qua ta. Bỏ bọn mua xuống má. Bỏ bọn xuống má. Má bỏ bọn xuống má. Trời gì ở đây cắt nó đúng. Thảo mà bé không biết tới tình hình coi. Thì chứ là con cá trời ơi bỏ nó xuống. Đó bỏ xuống đó đó. Wow, mà còn sống Miner luôn nè cả nhà. Ôi ôi. Ôi đã quá. Mà còn sống Miner luôn nè. Ui! Nè nè, bắt được con ngay. Mà còn sống Miner luôn nè. Một con tươi rồi nè. Hàng là nó vừa nó sống quá. À hàng có chung cũng có hai cái nhà nó sống rồi. Ô. Thả hai bắt đây. Bắt này thả này. Ba con bị kẹt. Nó đỏ màu nè. Để thả nó được không? Nó yếu rồi. Thả cho nó vậy. Yếu rồi hả? Ăn sushi đi. Ăn đi. Dậu quá, thả ra. Thả đi. Dạ, mà sao mình nhập quá yếu rồi. Bắt luôn nè. Dạ, bắt luôn rồi anh, bắt luôn đi. Đây. Ủa, nó không sống được hả? Để thả ra nó không sống được hả? Má động cái nó yếu rồi má. Không mập nè. Bây giờ nó yếu rồi nó không có sống được. Thả ra cho em rồi, cho em rồi. Không, không có nước, bây giờ thả ra không biết nó còn sống được không. Đây anh. Thả ra biển đi. Ê, nó dính. Chứ mực nhỏ quá mà. Sống không? Ở đi tắm nè.